Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thời tiết biển trong đêm nay đã có sự ổn định hơn, cụ thể là tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng đông đến đông nam. Khu vực giữa và nam Biển Đông, gió có hướng đông bắc nhưng phổ biến đều ở mức là cấp 4 có lúc cấp 5. Riêng khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau và phần phía tây của huyện đảo Trường Sa, cường độ gió mạnh hơn, duy trì ở mức cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét, biển động. Nhận định từ ngày mai, tức là ngày 7 tháng 2, một đợt gió mùa đông bắc lại tác động đến vùng biển của vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc của Biển Đông, sau đó sẽ lan dần xuống cả khu vực giữa và nam Biển Đông. Nên trên Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió sẽ thịnh hành theo hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần lên mức là cấp 6, giật cấp 7, gây sóng cao và biển động trở lại. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai, trên vịnh Bắc Bộ gió có hướng đông đến đông nam hoạt động yếu nên sóng biển không cao. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tình trạng sương mù còn duy trì khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 1 km, gây khó khăn cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, cũng như là những chuyến tàu từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại. Sau đó, khoảng từ chiều ngày mai sang đến ngày 8 và ngày 9, gió sẽ chuyển sang hướng đông bắc và mạnh dần lên mức là cấp 5, sau đạt cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Nằm xa hơn về phía nam, dự báo từ nay đến hết đêm ngày mai, dọc theo vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, có gió hướng đông là chính và duy trì cường độ khoảng ở mức là cấp 3, có lúc cấp 4, biển êm và thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Từ ngày 8, không khí lạnh từ phía Bắc cũng khiến cho gió trên khu vực chuyển dần sang hướng đông bắc và hoạt động mạnh lên ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc trên khu vực này tiếp tục duy trì ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét. Sau đó, sang đến ngày 8, ngày 9, cường độ gió gia tăng lên mức là cấp 6, giật cấp 7. Nên nhìn chung, trong những ngày tới, khu vực này sóng cao, biển động, gây mất an toàn cho các hoạt động trên biển. Chuyển sang vùng biển phía Tây. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là tuyến hải trình từ Rạch Giá ra khu vực huyện đảo Phú Quốc, trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày tiếp theo, thời tiết vẫn ổn định. Tại đây duy trì hướng gió đông bắc đến đông với cường độ yếu, chỉ phổ biến ở mức là cấp 3, có lúc cấp 4 nên biển êm, trời cũng ít mưa, ban ngày có nắng và tầm nhìn xa thông thoáng nên bà con yên tâm khai thác hải sản và những chuyến tàu từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại cũng sẽ diễn ra thuận lợi. Bản tin thời tiết biển sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị!